các bạn ơi, mùa Vũng Tàu nha các bạn. Vũng Tàu luôn nghe các bạn, đây nghe cao bốn món bồ luôn nè các bạn, Kim Ngân các bạn ơi, ghe này chủ sở hữu là Kim Ngân nè. Vào bến này các bạn, bến tại có mùi trăng này các bạn nên còn ở lại bến các bạn, tới mùi trăng, tới hết mùi trăng rồi là không đi nữa rồi các bạn, lúc này còn vô ra nhiều lắm các bạn.
của phòng quá. Trong này tiếng luôn nghe các bạn, đi dù dù luôn. Các bạn, rồi có ông nào chạy vô ao ao đó.